Ngập lụt ở ngoại thành Hà Nội, dân phải dùng thuyền kê ván để di chuyển. Biến phụ tùng xe máy thành mô hình ngựa sắt giống logo siêu xe Ferrari. Người lao động ở các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Xin chào các độc giả của báo điện tử VTC News. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp được phát sóng vào lúc 20 giờ trên báo điện tử VTC News và các nền tảng số của chúng tôi. Sau đây là tin nóng chúng tôi vừa cập nhật. Việt Nam ghi nhận 3.034 ca mắc mới COVID-19 tại 48 tỉnh thành. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thành phố Hồ Chí Minh giảm 61 ca, Đắk Lắk giảm 46 ca, Cà Mau giảm 38 ca. Tính riêng đợt dịch thứ tư từ 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 865.558 ca, trong đó có 792.029 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện có 2 trên số 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, bao gồm Bắc Cạn, Hòa Bình. 17 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên và Đà Nẵng. Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến người dân Hà Nội di chuyển khó khăn. Đặc biệt, tại khu vực ngoại thành, nhiều người dân phải dùng thuyền và kê ván để di chuyển. Đã 4 ngày nay, nhà cửa, hoa màu của hàng trăm hộ dân ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị nước dâng nhấn chìm. Phương tiện đi lại của người dân lúc này chủ yếu bằng thuyền bè. Ngập đây từ hôm nay là 5-6 hôm. Cũng phải đi bằng thuyền nhưng chúng tôi vẫn lội được thì chúng tôi lội. Cách đây 2 năm là 2 năm ngập liền. Đấy. Lúa thóc thì là thường thường là về mùa ré này hay bị ngập mất. Đồ đạc thì cũng phải kê lên, nhà nào có tầng thì cho lên, mà nhà nào không có tầng thì chúng tôi phải kê lên, phải chuẩn bị đồ để kê chứ. Như tủ tiếc là chúng tôi phải chuẩn bị mễ để chúng tôi kê hàng ngày, những lúc ngập. Cũng như những người dân khác, cứ mỗi lần ngập lụt, ông Hoàng Văn Trình, thị trấn Xuân Mai lại dùng ván, gỗ, kê cao làm đường đi cũng như nơi sinh hoạt ăn uống như thế này. Ở đây cái địa phận ở đây nó thấp, nó không ảnh hưởng lũ cơn bão nhưng nó ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, cho nên nước sông nó dâng lên, cho nên là một số nhà này nó thấp nó bị ảnh hưởng nước nó vào nhà. Như nhà tôi nó có khoảng 5 phần nước nó vào nhà, nhưng hôm nay nó rút ra được ít. Bây giờ là phải dùng ủng để cho nó khỏi nước ăn chân. Đây này, tính như nước nó ăn chân đấy, mình chủ lội vài ngày thì mà nước nó ăn nát hết chân thì... Một số ngôi nhà thấp trũng bị ngập sâu trong nước, không thể sinh hoạt, người dân phải đi ở nhờ nhà người khác. Năm 2017, một số xã của huyện Chương Mỹ cũng bị ngập lụt do đê sông Bùi sạt lở. Do cái tình hình mưa kéo dài và trên địa bàn tổ dân phố Bùi Xá, tổ dân phố Tân Xuân thì cũng đã nước đã dâng cao. Đến thời điểm này báo cáo với toàn bộ cái tổ dân phố Bùi Xá thì cái tuyến đường dân sinh của bà con trong tổ đã nước đã ngập lên và có chỗ thì cũng sâu tới 35-40 phân. Xác định là Bùi Xá là một trong địa bàn trọng điểm của thị trấn. Trong cái mùa cao điểm mùa lũ này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các điều kiện, yêu cầu lực lượng của thị trấn trực sẵn sàng 24/24 để đảm bảo theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của thị trấn và chỉ đạo của huyện. Trong những ngày gần đây thì đến ngày hôm nay thì công chí biết rồi là nước cũng đã tạm thời rút, trời cũng đã không mưa nhiều, do vậy là cái ảnh hưởng đối với tổ dân phố Bùi Xá nó cũng không nhiều lắm. Chưa gây thiệt hại về người. Hiện mực nước lũ đang rút chậm, dự kiến khoảng vài ngày nữa người dân mới quay lại với cuộc sống bình thường. Người lao động ở các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Nhằm thực hiện quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, các địa phương đã bắt đầu gỡ chốt kiểm soát dịch liên tỉnh. Ngày 19 tháng 10, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh giữa Long An và thành phố Hồ Chí Minh, người dân từ khắp các tỉnh miền Tây liên tục đổ về làm thủ tục vào thành phố Hồ Chí Minh. Những người này đa phần là công nhân, sinh viên, giáo viên, thợ sửa xe, thợ cắt tóc đã rời thành phố Hồ Chí Minh để tránh dịch. Nay họ quay trở lại làm việc theo lời mời gọi từ các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh. Theo ghi nhận, người lao động khi di chuyển vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và khai báo y tế.
Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp không có điện thoại thông minh để khai báo y tế điện tử. Đường dây môi giới Sugar Baby bán dâm theo tháng ở Hà Nội. Sáng ngày 19 tháng 10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ án môi giới mại dâm qua hình thức trá hình Sugar Baby, Sugar Daddy. Theo điều tra, Hà Trọng Thắng sinh năm 1993, quê ở Quảng Nam, tạm trú tại Hà Nội, không có công ăn việc làm ổn định. Khoảng đầu tháng 6 năm 2021, Thắng tìm hiểu trên mạng xã hội biết một số khách nam muốn mua dâm theo hình thức gặp gỡ yêu thương có thời gian cụ thể, tức là mua bán dâm trả tiền theo tháng hoặc là theo ngày với giá cụ thể. Sau đó, Thắng đã lập group mang tên là Sugar Baby và đăng bài với nội dung tuyển kết nối Sugar Daddy, khách mua dâm, với Sugar Baby, gái bán dâm, với cam kết uy tín, kín đáo, thành công. Thắng môi giới bằng phương thức lấy thông tin Sugar Baby, bao gồm thông tin, tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh ngoại hình, và sau đó sẽ đưa cho Daddy có nhu cầu mua dâm, xem và lựa chọn. Khi khách chọn được một baby, thì Thắng sẽ là người gián tiếp kết nối, hỏi baby về mức chu cấp hàng tháng, số lần gặp mặt trong một tháng để thực hiện quan hệ tình dục. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân bị ảnh hưởng nên không tránh khỏi sai sót. Sáng ngày 19 tháng 10, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu thảo luận tại hội trường về các nội dung trọng tâm. Tại kỳ họp, một số đại biểu hỏi về vấn đề hỗ trợ cho người dân khó khăn trong đại dịch. Trả lời các ý kiến của đại biểu, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn cho biết, vừa qua, thành phố đã kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết 09 với gói hỗ trợ đợt 1 cho hơn 500.000 người, hơn 833 triệu đồng, gồm lao động tự do, lao động bị mất việc không hưởng lương, thương nhân tại các chợ truyền thống. Trong đợt 2, thành phố đã chi hỗ trợ cho hơn 1,9 triệu đối với hơn 3.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,8% theo danh sách được quận, huyện và thành phố Thủ Đức phê duyệt. Ông Tấn cho biết đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chương trình huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn và trẻ em mồ côi do COVID-19 với 9 chính sách cụ thể. Đó là chăm sóc sức khỏe tinh thần, tư vấn tâm lý, sức khỏe thể chất, hỗ trợ sữa, dinh dưỡng, lương thực, thực phẩm, hỗ trợ nơi ở và đồ dùng, giáo dục, đỡ đầu học tập đến năm 18 tuổi, định hướng nghề nghiệp và học nghề, kỹ năng sống, bảo vệ pháp lý, kế thừa tài sản của người cao tuổi, trẻ em sổ tiết kiệm, nhà, đất, xe và tài sản có giá trị khác, nhận nuôi dưỡng người neo đơn, thực hiện các hình thức chăm sóc thay thế. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị nghĩ rằng chỉ từ những linh kiện và phụ tùng ô tô, xe máy là có thể tạo nên một tác phẩm nghệ thuật? Điều đó hoàn toàn có thể, và một chàng trai ở thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra tác phẩm như vậy. Lấy ý tưởng từ logo siêu xe Ferrari, anh Nguyễn Tuấn Anh, trú tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã dùng phụ tùng ô tô, xe máy chế tác nên mô hình ngựa sắt cao 75cm và nặng khoảng 40kg. Mình có ý tưởng để làm cái con ngựa sắt sau lưng mình á, là có một anh khách hàng chạy Ferrari và chơi trong cái hội xe luôn. Thì sắp tới đây là sinh nhật của bạn của ảnh nên ảnh muốn đặt cái con ngựa này để tặng. Và cái hình dáng thì mình làm theo cái logo của biểu tượng Ferrari. Cái mẫu này gặp khá là nhiều khó khăn tại vì mình phải làm rất là chính xác theo cái mẫu logo ấy. Và cái logo này nó không có cái hình dáng 3D kim loại ở bên ngoài nên mình phải tưởng tượng hoặc là phát thảo rất là khó khăn. Cái nguồn sắt thép thì mình lấy từ cái nhiều cái cửa hàng mình có quen biết và những cái bãi rã xe máy, ô tô nữa nên cũng mới có rất là nhiều phụ kiện để mình làm. Những động vật nói chung và con ngựa nó riêng ấy, thì thường có hình dáng nó rất mềm mại và có nhiều độ cong. Nhưng đây là mình lắp ghép từ những cái chi tiết mà kim loại mà để ra được cái độ mềm mại vậy thì cần phải cái độ mà hình dung được cái hình dáng 3D của nó rất là kỹ càng. Và trong quá trình mình làm mình phải lựa chọn được những nguyên vật liệu sao cho nó phù hợp nhất thì mới ra được cái độ mềm mại của cái nét đẹp của cơ khí.
Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày được chúng tôi cập nhật. Nếu quý vị yêu thích, xin hãy để lại một like và một subscribe trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo.